đã đến với channel thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Trên tay mình là một cái đồng hồ bấm giây VNV Stopwatch HS43, một cái hộp như thế này. Các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên, số điện thoại là 0938222991. Đây, đồng hồ như thế này các bạn nè. Nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng cho các bạn. Cái đồng hồ này thì là màn hình là 6 số hiện giờ, phút và giây, giờ và ngày tháng hiện tại. Mình có thể sử dụng được là để coi giờ, hoặc là bấm giây, hoặc là báo thức. Hay. Và đồng hồ này nhớ được một cái thời điểm tạm dừng và độ chính xác của nó là 1 trên 100 giây. Pin CR2032 sử dụng được 10 năm với kích thước là chiều dài 66mm, chiều rộng 56mm và chiều ngang là 18mm. Và đồng hồ này thì có thể dùng trong thi đấu các môn thể thao, tập luyện hoặc là bơi lặn, rồi đo cái thời gian trong công việc, hoặc là đo được cái thời gian quy trình sản xuất. Và đặc biệt cái đồng hồ này thì có cái dây đeo cổ và rất là tiện lợi, và các đối tượng sử dụng là trọng tài nè, quản đốc hoặc là giáo viên thể dục hoặc là thanh tra. Đồng hồ này rất là nhỏ gọn và tiện lợi cho các bạn. Đây ạ, mình có thể sử dụng rồi mình có thể canh được giờ đó. Đây ạ. Và mình xin nhắc lại một lần nữa là các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ website là maydothinghiem.com.vn hoặc là liên hệ số điện thoại 0938222991 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.